Đồng Nai được xem là thủ phủ của nhiều loại trái cây ở khu vực Đông Nam Bộ và phía Nam. Sau một năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, năm nay thì nhiều nông dân trồng trái cây trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang phấn khởi vì vừa được mua lại vừa được giá. Kể từ đầu vụ đến nay, vườn sầu riêng hơn 1,5 hecta của ông Phùng Thanh Tâm ở xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã bán ra thị trường hơn 25 tấn. Sau khi trừ các chi phí, đã mang lại cho gia đình ông khoảng 500 triệu đồng. Ông Tâm cho biết, năm nay do thời tiết thuận lợi nên vườn sầu riêng cho năng suất cao hơn mọi năm. Thực tình mà nói, nếu mà nông dân mà làm nông nghiệp mà một năm mà thu khoảng chừng 600-700 cũng hiếm lắm, không có dễ đâu. Đó, thì trong đây là nếu mà tính ra mình trừ chi phí thì trung bình 1 hectare nó khoảng 200 triệu thôi. Thì mình cũng còn lãi đi khoảng 5-600 triệu. Thì nếu mà 5-600 triệu đối với một cái gia đình như gia đình của tôi thì nói chung sống rất là thoải mái. Với hơn 1.700 hectare trồng các loại cây ăn trái, trong đó sầu riêng và chôm chôm chiếm gần 1.000 hectare, xã Bình Lộc được xem là một trong những địa phương có diện tích trồng hai loại trái cây này lớn nhất tỉnh Đồng Nai. Cùng với được mùa, giá thu mua vào thời điểm chín vụ năm nay cũng cao hơn mọi năm, đã mang lại thu nhập ổn định cho người nông dân. Nói chung là những cái cây chủ lực này thì hiện nay cho năng suất và sản lượng rất là ổn định. Thành ra thì nó cũng góp phần vào cái việc mà thúc đẩy kinh tế của địa phương, góp phần là xây dựng nông thôn mới, nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu. Với thời tiết và thổ nhưỡng thuận lợi, Đồng Nai được xem là tỉnh có lợi thế hàng đầu ở khu vực phía Nam trong việc trồng nhiều loại trái cây. Tuy nhiên, nông dân không vì được mùa, được giá mà tăng diện tích. Bởi lẽ tại địa phương này đã từng xảy ra câu chuyện nông dân đổ xô đi trồng chuối khi giá cao, đến khi diện tích tăng, giá hạ thấp, dẫn tới việc phải giải cứu. Thành phố Đà Lạt vừa tổ chức ra quân trồng mới 6.500 cây mai anh đào để tăng thêm mảng xanh cho thành phố. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch trồng 3,8 triệu cây xanh trên địa bàn và kế hoạch mới trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025. Ngay sau lễ phát động, thì đông đảo cán bộ, nhân viên và nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã tiến hành trồng hơn 1.500 cây mai anh đào tại tiểu khu 147, phường 7, các phường xã trên địa bàn thành phố, khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm và khu vực sân golf Đà Lạt cũng đã ra quân trồng mới hơn 5.000 cây mai anh đào. Việc trồng rừng tập trung và trồng cây phân tán, cây che bóng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết, góp phần cải thiện cảnh quan kiến trúc, gìn giữ hình ảnh thành phố trong rừng, rừng trong thành phố trước thực trạng đô thị hóa nhanh như hiện nay. Ngày 16 tháng 7 tại Hà Nội, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã tổ chức lễ công bố và vinh danh Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2022 lần thứ 8. Qua 8 năm trao thưởng, Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam đã góp phần nâng cao giá trị thương hiệu cho nhiều sản phẩm nông nghiệp Việt Nam, hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp đưa sản phẩm của mình đến tay người tiêu dùng. Lễ công bố và vinh danh thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam 2022 là dịp để khuyến khích, cổ vũ và động viên các địa phương doanh nghiệp đã và đang tích cực hỗ trợ cho người nông dân trong việc nâng cao năng suất, chất lượng cũng như tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp một cách hiệu quả với giá trị lớn. Hội đồng bình chọn Trung ương đã chọn được 126 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu nhất để trao tặng danh hiệu thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2022. Với việc lần đầu thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp tổ chức trao giấy phép đăng ký kinh doanh và thư chúc mừng, mô hình này đã tạo được điểm sáng trong việc đẩy mạnh thủ tục cải cách hành chính tại địa phương. Bức thư chúc mừng có nội dung kính chúc ông bà kinh doanh phát đạt, buôn may bán đắt, tấn tài tấn lộc, khai trương hồng phát. Những lời chúc ngắn gọn nhưng đã thể hiện được sự gần gũi, thân thiện và quan tâm của thành phố đối với doanh nghiệp, là lời động viên khích lệ để các cơ sở kinh doanh có động lực phát triển. Mô hình trao thư chúc mừng hộ kinh doanh nhằm từng bước xây dựng chính quyền thành phố Sa Đéc phục vụ, thân thiện, kiến tạo, giúp mối quan hệ giữa hai chính quyền, địa phương, người dân và doanh nghiệp ngày càng gần gũi và thân thiết hơn. 6 tháng đầu năm nay, thì Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố đã cấp mới 365 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho người dân. Thưa quý vị, Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm là dịp để tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, cống hiến trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tại Lào Cai, thì cùng với việc tri ân, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ cũng được thực hiện song song, góp phần khơi dậy lý tưởng cách mạng cũng như khát vọng cống hiến.
Trong những ngày tháng 7 thiêng liêng, các em học sinh, các đoàn viên thanh niên của huyện Mường Khương đã được học tập, trải nghiệm ngay tại nhà bia tưởng niệm 49 cán bộ chiến sĩ hy sinh trong cuộc tiễu phỉ chống Pháp năm 1950. Em cảm thấy rất là biết ơn chương trình Chúng Em Là Chiến Sĩ Biên Phòng đã cho em trải nghiệm thực tế về những người đã hy sinh trong trận chiến để cho chúng em được học tập vui chơi như những người đứa trẻ khác trong môi trường hòa bình ạ. Bản thân em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện để trở thành một con ngoan trò giỏi, giúp nền độc lập của đất nước trở nên phát triển hơn ạ. Mình cũng có những cái trách nhiệm là thôi sẽ cố gắng công tác thật tốt, mà phải nữa là phát huy cái truyền thống đối với hai lần anh hùng lực lượng vũ trang cùng các ủy chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc trên địa bàn luôn giữ vững cái chủ quyền an ninh biên giới trên mảnh đất Pha Long anh hùng. Tỉnh Lào Cai hiện có gần 24.000 người có công. Bên cạnh các chế độ chính sách thì hoạt động đền ơn đáp nghĩa cũng được tuổi trẻ Lào Cai quan tâm sâu sắc. Hàng trăm phần việc như thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các gia đình chính sách đã được tổ chức thường xuyên. Đây cũng là hoạt động để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh thiếu niên. Thế hệ trẻ của huyện Mường Khương không bao giờ lãng quên và không bao giờ được phép lãng quên cái sự hy sinh hết sức là to lớn, quý báu của các anh hùng liệt sĩ. Chúng tôi cũng chỉ đạo tất cả các đơn vị là phải thường xuyên tổ chức các cái hoạt động thăm hỏi, dọn dẹp và các cái hoạt động tri ân, lấy đây làm những cái tấm gương để tạo cái động lực trong cái thời gian tới cho huyện đảng bộ để phát triển kinh tế xã hội cũng như đảm bảo quốc phòng an ninh. Việc giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên của Lào Cai thời gian qua đã giúp cho thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, khơi dậy niềm tự hào truyền thống cách mạng của dân tộc, nâng cao vai trò, trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội để xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Ngày 16 tháng 7, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Nghiệp Formosa, khu công nghiệp Nhân Trạch 3. Hơn 1.000 người cùng hàng trăm phương tiện của nhiều lực lượng được huy động để tham gia buổi diễn tập. Tình huống giả định là trong quá trình sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Nghiệp Formosa xảy ra sự cố chập điện gây cháy. Tòa nhà máy có khoảng 300 người đang làm việc. Lực lượng tại chỗ đã tổ chức các hoạt động chữa cháy ban đầu và hướng dẫn công nhân chạy ra khỏi các nhà xưởng và báo lực lượng phòng cháy chữa cháy địa phương. Do đám cháy ngày càng lớn nên Công an tỉnh Đồng Nai báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xin chi viện từ Công an các tỉnh thành lân cận. Lực lượng Lữ hành 87, Lữ đoàn 87, Binh chủng Hóa học được điều động để khắc phục sự cố hóa chất. Bài học rút ra là phương châm 4 tại chỗ phải được áp dụng nhuần nhuyễn khi xảy ra sự cố cháy nổ. Việc huy động lực lượng tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ phải đầy đủ và kịp thời.